Phương rồi giáp, hello anh em. Nay lại tiếp tục câu chuyện. Thì hôm trước thì Phương có nói với mọi người á là Phương sợ cái tình trạng mà mọi người không để ý thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là mọi người đấu vô rồi bắt đầu là nó nhảy và nó quá tải so với cái con này. Bữa trước Phương có nói là cái mạch không dùng thăm mà để mà điều khiển bất cứ một cái gì mà tới ngày tới giờ là nó chạy đó. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng cái giả dụ ha, các bạn câu nhiều quá nhiều đèn rồi, quá nhiều đèn công suất lớn rồi, quá nhiều cái motor hay là cái gì đó motor công suất lớn hay là nguyên một cái dàn gì đó thì Phương cũng không hình dung được, tùy theo nhu cầu của mọi người xài thôi. Nhưng mà giả dụ rõ nhất đó là motor, chúng ta câu motor vô đó, tới giờ là motor chạy, tới giờ là motor ngắt ha. Rồi đó thì Phương cũng tranh thủ luôn, Phương cũng đã đi mua được cái này gọi là công tắc tơ một pha. Các bạn ở nhà các bạn cứ mua con này cho nó rẻ ha, còn nếu như mà môi trường công ty thì để mà cho nó đúng luôn á thì mọi người hay xài cái con 3 pha. Thì hôm nào Phương sẽ mượn một con 3 pha để Phương làm cho các bạn coi. Hôm nay thì Phương giới thiệu cái con này một pha ha, công tơ nhưng mà một pha thôi. Thường công tơ nó 3 pha, nó có mấy cái tiếp điểm thường đóng thường mở ha, còn con này một pha và nó có cái tiếp điểm là hiện tại là thường mở thường hở đó, thì nó đáp ứng cái được cái nhu cầu của chúng ta đó. Đây nó đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta nên là Phương quyết định là Phương xài con này ha. Thì giờ sao? Thì giờ Phương sẽ đấu cho mọi người coi cái con nè, nó có một chân, hai chân, ba chân, 4, 5, 6, tương ứng với con vít ở đây, vít dặn đây đó, có 6 cái lỗ. A1 nó ký hiệu nè, cái chân này là A1, cái chân này là A2, 1, 2, 3, 4. Giờ Phương đấu cho mọi người coi ha, để bắt đầu mình cầu nguồn như thế nào để cho nó đúng. Rồi, giờ mọi người theo dõi nha. Thì trước trước tiên, Ưng xin nói với mọi người để cho mọi người có thể hiểu được. Đó là giờ mình cái gì cũng vậy, mình phải cấp nguồn cho nó. Và mình con qua con Hammer, Phương có nói ha, hôm trước Phương có nói rồi. Hammer làm nhiệm vụ là cấp nguồn, đúng không ạ? Hammer làm nhiệm vụ là cấp nguồn. Thì đây, thì cái nguồn của Hammer là nó có rồi đây. Hammer là đây là nguồn đây rồi. Cái phương kiếm xì dây đó. Đây, xì dây đây rồi, có xì dây rồi. Cắt ra. Dài quá, để phương cắt một khúc ra đây. Cho qua đây, qua đây. Ok, các bạn xem nha. Rồi giờ là cái vô bữa trước Phương chỉ cho mọi người đấu rồi, được biết rồi đúng không ạ? Phương không nhắc lại nha, nếu mà mọi người ai chưa coi clip đó thì các bạn lục lại cái clip đó các bạn coi hướng dẫn cách đấu thăm mơ đó. Thì tiếp theo đây nè, giờ cái ra đúng không, giờ Phương sẽ cho nó một chân, ra. Rồi. Đây. Thì các bạn thấy đây nè, trên nó con này nè. Nó có A1 và A2 thì mình chọt vô hai cái chân đó nha. Đó. A1 và A2. Nè, A1 là cái chân dưới này nè. Mình cứ đấu về đi cái đã. Mình dễ bằng hiểu trước về bao nhiêu đi. Đó. Chân A1 đã đấu xong. Giờ tới cái chân A2. Đây. Thì cũng tương đương ở trong cái này nó cũng còn một cái chân này nữa.
chân A2 nè. Đây nha, đây là chân A2 nè. Đây, sau khi đảm bảo thì chân A1, A2 rồi đó các bạn. Rồi, nếu như mà mình bật nguồn lên thì chưa có điện đâu các bạn. Mình bật lên thì đúng rồi, nó có điện rồi. Nhưng mà nó chủ yếu là mình với cái đầu ra nè, cái tải của mình nè. Giờ mình phân giả dụ ha, Phương làm cho cái tải là như thế nào, là những cái bóng đèn này nha. Phương câu mớ bóng đèn này lại với nhau đi nè, bóng đèn rồi Phương câu bóng đèn lại với nhau đó. Giờ mới có bấy nhiêu thôi, mới câu có một chân A1 và một chân A2 thôi, thì giờ nó đang Phương đang có cái mấy cái bóng đèn như thế này, Phương câu chồng lại với nhau. Cái này Phương giả dụ đó là cái này là tải cao nha các bạn. Đó, tải cao là nó nhiều, ví dụ như nhiều thiết bị hoặc là những cái thiết bị mà nó có cái công suất lớn như motor rồi đó. Đây. Mình sẽ câu lại, phương giả dụ ha, 2 trở đi là nhiều rồi, đúng không ạ? Đó. Giả dụ nhiều bóng đèn lại với nhau ha. Phương giả sử thôi. Hai cái cơ bản thôi. Mọi người dễ hình dung thôi, các cách đấu nối thôi nha. Còn ví dụ như mình sử dụng mục đích nào thì khác nhau. Rồi, đây Phương làm trước, Phương thử trước cho mọi người nha. Tại sao nó có điện, nó có nguồn, có điện rồi mà nó vẫn chưa có sáng đèn được, thì nó thiếu cái gì? Thì mà lúc đó thì mọi người mới biết được, là mình thấy dễ, mọi người dễ hình dung trong đầu lắm. Phương nói ra, Phương nói Phương làm clip nó cũng hơi dài, là mục đích là để nói cho các bạn hiểu, để có thể là chúng ta có thể áp dụng theo cái khác nữa, chứ không phải là một thứ không. Đôi khi mình làm mình đâu có rập khuôn một thứ, các bạn có thể hình dung được. Phương nói cái đó các bạn, mình triển khai ra mình có cái ý khác, mình làm thêm đó vậy đó, cho nó hay đây ha. Đó, nếu mà đúng như nguyên tắc các bạn nghĩ đúng không ạ, là cấp nguồn vô rồi, cấp nguồn cho con này thì nó phải sáng đúng không nè. Cái này ra nè, cấp nguồn nè, một sợi nè, nguồn như đây rồi thì cái con này phải sáng no nha. Này Phương làm thử cho mọi người coi nè, bật lên. Do là cái này là Phương không chỉ lại mất công phải canh thời gian rồi lại, nên là Phương bấm cho nó on luôn, giống như cái clip trước mà Phương chỉ cho cách cài rồi, và cái cách mà mình muốn cho nó mở luôn thì sao ha. Nè, có điện rồi nè, đó đúng không ạ? Nè các bạn thấy có điện rồi đúng không? Đó, thấy có điện rồi thì biết là vậy là nó đang cấp nguồn vô rồi đó. Rồi thì giờ Phương bật nó rồi, có điện rồi, giờ Phương bật cho cái này nè, cái con timer này nó on lên luôn. Để Phương qua mở khóa, tại con timer này nó đang có khóa rồi, khóa rồi, mở rồi, on lên luôn. Đấy, thấy không, nó nhảy cái tật rồi đó, nhưng cái đèn chưa sáng, nó nhảy rồi đó. Con này con tốt, con tốt tơ mà, con tốt tơ nó nhảy rồi đó. Mình thấy nè, nguồn nè, có điện nè, cái này là không có điện, lý do là đủ nguồn rồi đó. Đo là sẽ nó lên 220 rồi đó, mà tại sao đèn nó vẫn chưa sáng. Đây Phương đo cho mọi người coi luôn, đo điện là 220 nha. Phương để nè, các bạn thấy nha, đó các bạn thấy không, 228 có nguồn rồi. Tại sao bóng đèn vẫn chưa sáng? Tại vì cái này là cái công tắc tơ, nó không có phải với các bạn đấu như cái con CB. Đấu như con CB thì cứ đấu vô là nó sáng là không nói, nhưng mà công tắc tơ thì cái khác. Thì Phương muốn nói vậy cho mọi người, Phương muốn làm thử cho mọi người biết trước ha. Nên là Phương sẽ tắt đi. Đó. Phương tắt đi, Phương làm cho mọi người coi lại. Đây ha. Là đây. Muốn cho cái con này chạy thì ở đây này nè, các bạn thấy nó còn hai lỗ không? Hồi nãy hai lỗ phía dưới này Phương đã cái đó cấp cho đèn rồi, thì
thì hai lỗi trên này mình phải cấp cái nguồn cho nó trước. Cấp cái nguồn mà không bật thằng này thì thằng này nó cũng không có sáng đâu. Để Phương tắt này trước đi cái đã. Đó, thì Phương tắt đi đã. Rồi Phương tắt cái con timer này đi nè. Gọi là tắt đi đó, off đi đó. Thì đây, các bạn muốn biết cái con timer này như thế nào, chỉnh như thế nào, và hồi nãy giờ Phương bấm cái gì thì coi clip trước nha. Phương không có nói lại, còn không thì Phương sẽ bỏ dưới cái mục mà mô tả đó. Các bạn kéo xuống đó các bạn coi thì sẽ thấy được cái clip này. Các bạn coi trước clip này thì các bạn mới hiểu được cái clip này mình muốn nói gì nha, chứ các bạn coi cái clip này thì các bạn Phương nghĩ là không có hiểu mình nói gì đâu. Nếu các bạn anh em nghe để biết nghề thì không nói, còn các anh em nào mà chưa biết nghề thì nó khác. Rồi thì bây giờ mình câu nguồn. Câu nguồn ở đây được không? Được, nhưng mà tốt nhất là nên câu ở đây nha. Đó à, để làm chi, để cái tiếp cái chân của cái con CB á, lúc nào á nó cũng tốt hơn là cái con của cái này nó mỏng manh yếu đuối lắm, hàng dễ vỡ nhưng mà nó có tác dụng cực kỳ ngon này ha. Rồi giờ Phương sẽ mở cái con ra, Phương cầu thêm một sợi dây vô nữa mới được nha, chứ không phải mà đấu giống như con CB là găm vô là ăn lụm tiền đâu, không có đâu. Lụm tiền của thiên hạ không dễ đâu các bạn. Đó, đây, đây nè, còn cái lỗ nè, Phương phải nhét nó vô, Phương sẽ nhét cái này vô, nhét sợi dây này vô nè. Đó, đây ha, Phương sẽ nhét sợi dây này vô rồi. Phương sẽ nhét mới, Phương mới nhét một dây đúng không ạ? Thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ còn thiếu một dây nữa nha, nó sẽ chắc chắn nó còn thiếu một dây nữa. Rồi đây, Phương làm luôn sợi dây này cho các bạn coi. Lấy theo cái nguồn ở đây nè. Clip của Phương nó hơi dài, lý do là Phương muốn nói hết cho mọi người hiểu, nên là mọi người có thể theo dõi nha. Tuy là bỏ ra ít phút thôi nhưng mà có thể mình hiểu được và mình làm được rất nhiều thứ. Đó, rồi cái Phương muốn nói cho mọi người biết là giờ Phương bỏ qua cái con này, Phương coi thử coi, tại vì Phương nguồn đây nếu mà Phương bật lên thì cái thằng này nó cũng có nguồn đúng không ạ? Đây, Phương bật lên nè, Phương bật lên rồi nha, có điện nè, này có điện nè, chắc luôn nè. Mình thấy không, đỏ đèn nè, đỏ đèn nè, nhưng mà tại sao thằng này nó vẫn chưa có sáng đó? Cái đó mới là vấn đề ha. Thì đây giờ Phương phải mở khóa thằng này cái đã. Đây, Phương chỉnh qua nè, nó sáng cho mọi người coi nè. Các bạn thấy sao, đúng không ạ? Đây là con conductor nha, đây là con conductor, nó chịu tải rất cao, nó chịu cái con này nó tới, nó ghi trên này á là cái gì AC, một cái là 20, cái số 3 đó, tải rất cao 20 ampe, thì vô tư chúng ta có thể làm vô tư đó ha, mà thấy không ạ? Nè, rồi giờ Phương sẽ thử cho nó off đi, còn không thì cái giờ Phương chỉnh giờ đi. Phương coi giờ trên đây, ví dụ như là nó ghi đây là 1:03 thì giờ Phương sẽ cho nó thành là 1:05 nó mở và 1:06 nó tắt ha. Phương để y chang vậy, Phương set thôi. Giờ Phương set cho mọi người coi nha, bốn cái mở lên cái đã, chuyển nó qua chế độ auto. Này, này 1:05, 1:06 chuyển nó qua off trước thì mới auto được. Rồi giờ mình chỉnh giờ. Rồi đây thôi mình giờ mình phương chuyển qua chế độ
hai đi, chế độ một là coi như vậy đi rồi. Giờ Phương chuyển qua chế độ 2 ha. Đây, 1. Giờ mình cài chế độ 2 đi. Là hôm nay là thơm cho này là vẫn là 6. À, 1 giờ, 1 giờ 5, 1 giờ 6. Hồi nãy mình có nói đó. 1 giờ 5 và 1 giờ 6 ha. 1 giờ 5 mở. 1 giờ 6 tắt. 3, 4, 5. Rồi. Off là 1 giờ 6. 6 tắt. Ok. Rồi, giờ chỉ việc ngồi đó chờ. 1 giờ 5 nó mở, 1 giờ 6 nó tắt. Vậy đó các bạn, dễ lắm. Nè, 38, 39 rồi nha. Nè, uống mấy rồi đó. Mọi người coi nha. Muốn 9, 50, 51, 53, 54, 55. Chuẩn bị mở nè. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình không có đụng thao tác gì nha. Chuẩn bị nè. Chút nữa đi. Rồi do mình cài 1 phút. Đấy, 1 giờ 6 nó tắt bây giờ đấy. Tự tắt à. Bây giờ mình cho tự động là hết rồi các bạn. Tự động cho nó ngon. Khỏe. Đỡ phải nhức đầu. Chuẩn bị 1 giờ 6 nó tắt. Cái video của Phương á, thì Phương nói với Phương nói lại, nó hơi, nếu mà các bạn không hiểu chỗ nào thì có thể comment bên dưới hoặc yêu cầu Phương làm một cái clip nào đó để cho các bạn dễ dễ hiểu và dễ làm việc ha. 43, 44 rồi đó các bạn. Nè, tại nãy Phương cài 1 giờ 6 là tắt đó. 49, 50. 52, 53 chuẩn bị tắt rồi. 57, 58, 59, 59 nè, 60 tắt nè. Ok, thấy không? 1 cái 6 tắt. Quá tuyệt đúng không ạ? Rồi, à, này Phương tắt nguồn trước. Cái gì cũng vậy, mình làm cho nó yên tâm. Rồi, Phương cũng không muốn nói dông dài. Clip của Phương đã hướng dẫn mọi người cái chi tiết là làm cho nó cái tải. Giờ hôm nay là cái tải nó lớn. Chúng ta có thể làm được bất cứ cái thứ gì với cái con thiết bị này. Đây là gọi là conductor. Thì mình tùy theo mình nhu cầu ở nhà mình á, các bạn mua cái bơm bao nhiêu, các coi các bạn bao nhiêu cơ, cái bơm nó bao nhiêu watt, bao nhiêu ampere, thì các bạn ra ngoài ở tiệm điện á, các bạn kêu tôi bán tôi một cái con conductor xài cho cái bơm bao nhiêu watt, bao nhiêu ampere đó, thì họ tiệm điện họ sẽ bán cho. Cái mình không rành thì mình cứ nói thẳng cho họ như vậy. Các bạn coi cái chữ watt là chữ W nè, còn chữ ampere là chữ A đó, đó ha. Đây nè, chữ watt á, ví dụ như một cái bơm là nó có 750 W, nó ghi vậy nè, 750 W hoặc là 20 A, 1,5 A đó, các bạn hiểu không ạ? Đó, cứ vậy mà các bạn làm thôi, thì nó cũng rất đơn giản. Cứ hy vọng là mọi người có thể coi clip Phương và có thể làm được cho nhà chúng ta nó tiện lợi, tiện dụng được rất nhiều thứ và chúng ta không còn phải đụng tay đụng chân tới. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, share và ủng hộ kênh Phương nha. Rồi, bye bye.